Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt khi số ca bệnh nặng gia tăng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế trực thuộc và các địa phương chuẩn bị sẵn sàng thu dung, cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị ca bệnh COVID-19 nặng. Theo đó, đề nghị Sở Y tế các địa phương chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh rà soát, bổ sung năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực hoặc thiết lập ngay đơn vị hồi sức tích cực để không bị động trước diễn biến dịch. Đơn vị hồi sức tích cực điều trị COVID-19 phải đảm bảo cách ly riêng biệt với các đơn vị khác trong bệnh viện. Sở Y tế rà soát đánh giá năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực của các bệnh viện trực thuộc và căn cứ dự báo tình hình dịch của địa phương, ước tính số ca bệnh nặng, để giao nhiệm vụ tiếp nhận các ca bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch cho các đơn vị trực thuộc.